Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga trước cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin mà ông Kim gọi là bước quan trọng để tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Moscow. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi tới Nga bằng xe lửa bọc thép và được quan chức nước chủ nhà chào đón vào sáng sớm 24 tháng 4 tại thành phố biên giới Kashan. Phái đoàn Triều Tiên sau đó tiếp tục tiến tới thành phố cảng Vladivostok, nơi thượng đỉnh Kim Putin sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4. Theo dự kiến, ông Kim sẽ thúc đẩy ông Putin hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh mới nhất của ông Kim, người từ khi lên nắm quyền vào năm 2011 cho tới năm ngoái, chưa từng rời khỏi đất nước. Trong thời gian một năm qua, ông Kim đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump 2 lần, gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in 3 lần, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 4 lần và gặp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 1 lần.